Chào mừng các bạn quay trở lại tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, cô cần các bạn chuẩn bị cho cô bút chì, thước kẻ, sách giáo khoa và vở. Ở tiết học luyện từ và câu trước, các bạn đã được học bài nhân hóa, ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng ôn lại bài cũ nhé. Các bạn đọc yêu cầu bài 1 với cô. Bài 1. Tìm và gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Cô có câu sau. Chị em Sophie đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Bây giờ, các bạn có một phút viết câu này vào vở, rồi tìm và gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhé. đã hết thời gian làm bài các bạn quan sát cô sửa bài nhé trong câu chị em sophie đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao là gì nào các bạn à đúng rồi trong câu trên bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao chính là vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác cô có lời khen với bạn nào làm đúng nhé chúng ta chuyển sang bài 2 bài 2 đặt câu hỏi cho bộ phận câu vừa gạch dưới các bạn có một phút để đặt câu hỏi vào vở nhé đã hết một phút rồi cô mời một bạn đặt câu cho cô nào một bạn đặt như sau chị em sophie đã về ngay vì sao bạn đã đặt từ vì sao ở cuối câu thay thế cho bộ phận được gạch dưới là vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác cô có lời khen với bạn có bạn nào có cách đặt khác không A à, có một bạn đặt như sau: vì sao chị em Sophie đã về ngay. Bạn đã đặt từ vì sao ở đầu câu, và cô cũng đồng ý với cách đặt của bạn. Khi chúng ta đặt câu hỏi: từ vì sao chúng ta có thể đặt ở cuối câu hoặc đầu câu đều được các bạn nhé. Một bạn nhắc lại cho cô. Bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao? nêu gì nào? Đúng rồi. Bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao? nêu nguyên nhân của sự việc và lý do của sự việc. Các bạn nhớ chưa nào? Chúng ta đi qua bài 3 nhé. Các bạn đọc yêu cầu bài 3. Bài 3, câu nào sau đây có sử dụng phép nhân hóa. Cô có 3 câu sau. A. Con bò đang gặm cỏ. B. Mặt trời đỏ như hòn lửa. C. Ông mặt trời đạp xe qua đỉnh núi. Để làm được bài này, các bạn hãy nhắc lại cho cô nhân hóa là gì? A. À, nhân hóa là dùng từ gọi người, tả người để gọi và tả con vật, cây cối, đồ vật như con người. Vậy, các bạn có một phút để chọn đáp án đúng. Vậy, trong ba câu trên, câu nào có sử dụng phép nhân hóa nào? À, đó chính là câu C. Ông mặt trời đạp xe qua đỉnh núi. Trong câu này, mặt trời được nhân hóa bằng cách gọi là ông và hoạt động của ông mặt trời được tác giả tả như người, đó chính là đạp xe qua đỉnh núi. Qua kiểm tra bài cũ, các bạn đã được ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao và như thế nào là nhân hóa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài mới qua bài Mở rộng vốn từ lễ hội dấu phẩy. Chúng ta cùng bước vào bài tập 1. Các bạn đọc yêu cầu bài 1 với cô nhé. Bài 1, chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Đề bài yêu cầu chúng ta chọn nghĩa thích hợp có ở cột B phù hợp với các từ cho ở cột A các bạn nhé ở cột A cô có lễ hội và lễ hội ở cột B cô có các câu như sau hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Để làm được bài tập 1, cô và các bạn xem đoạn phim ngắn sau nhé. Khi xem đoạn phim, các bạn cần lưu ý nội dung của đoạn phim là gì? Trong đó có các hoạt động tiêu biểu nào nhé? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 tại đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Cứ vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân từ khắp mọi miền đất nước lại về đây dự lễ hội đền Hùng để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Sau phần khai mạc của ban tổ chức là lễ rước kiệu, lễ tế của các cụ ông. Lễ dinh hương của các cụ bà Trong lễ hội đền hùng còn có nhiều trò chơi dân gian, múa lên trong tiếng trống hội rộn ràng. Hát xoan là một làn điệu dân ca của tỉnh Phú Thọ, hay thi gói bánh chân, giả dạ bánh dày, thể hiện phong tục của người đồng bằng Bắc Bộ. Ngày mùng 10 tháng 3 đã trở thành ngày quốc dỗ của nước ta và lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội thu hút nhiều người tham dự nhất. Sau khi xem xong đoạn phim, các bạn hãy cho cô biết nội dung của đoạn phim vừa rồi là gì? À, nội dung của đoạn phim ngắn vừa rồi các bạn vừa xem nói về lễ hội Đền Hùng diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại tỉnh phú thọ nhằm tưởng nhớ các vua hùng có công dựng nước và giữ nước vậy có bạn nào nhớ được rằng trong lễ hội có các hoạt động nào không các bạn cùng quan sát với cô nhé các hoạt động tiêu biểu như tế lễ của cụ ông dân hương của các cụ bà hội thi hát xoan lễ rước kiệu hội thi giả bánh dày và hội thi gói bánh trưng vậy cô đố các bạn trong các hoạt động tiêu biểu này thì hoạt động nào thuộc phần lễ và hoạt động nào thuộc phần hội có bạn trả lời rằng các hoạt động của phần lễ là tế lễ của cụ ông, dân hương của cụ bà và lễ rước kiệu. Còn phần hội là hội thi hát xoan, hội thi giả bánh dày và hội thi gói bánh chưng. Bạn đã trả lời rất tốt. Chắc có lẽ một số bạn thắc mắc rằng tại sao lễ dỗ tổ hùng vương của trường mình lại không có các hoạt động này đúng không? À, Lễ dỗ tổ hùng vương ở trường học sẽ không tổ chức hoạt động như ở đền hùng tỉnh phú thọ, mà sẽ thay đổi bằng những hoạt động phù hợp cho các bạn học sinh cùng tham gia. Dù khi tổ chức ở trường học, nhưng vẫn có đủ phần lễ trước phần hội sau. Lễ dỗ tổ hùng vương ở trường đầu tiên phần lễ sẽ là chào cờ tái hiện 18 đời vua hùng dân hương sau phần lễ sẽ là phần hội phần hội thì gồm có các trò chơi dân gian như là vịt mắt đập bóng kéo co ném bóng vào rổ bây giờ cô yêu cầu các bạn mở cho cô sách giáo khoa trang 70. mươi Bây giờ, các bạn dựa vào những gì cô vừa giới thiệu để hoàn thành bài tập 1. Bài 1: Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Các bạn hãy dùng thước và bút chì nối vào sách giáo khoa. Các bạn có 1 phút làm bài. đã hết thời gian rồi. Các bạn hãy quan sát cô sửa bài. Trước tiên, lễ là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Các nghi thức như là lễ tế của cụ ông, lễ dân hương của cụ bà, lễ rước kiệu thuộc phần lễ trong lễ hội đền hùng các bạn nhé. Đôi khi, lễ cũng được tổ chức riêng mà không có phần hội. Ví dụ như lễ khánh thành để đánh dấu một công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Hoặc lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn như lễ kỷ niệm ngày già giáo Việt Nam 20 tháng 11, lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và lễ khai giảng ở trường tiểu học thần đồng của chúng ta. “Vậy hội là gì nào các bạn, các bạn quan sát trên màn hình. Hội là cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân diệt đặc biệt. Các hoạt động ở phần hội giúp cho không khí trở nên tưng bừng và náo nhiệt hơn. Như là hội đua thuyền, hội thi thả diều, hội hoa xuân như ở trường chúng ta thường tổ chức gian hàng ẩm thực, múa hát. Hội vật như trong bài tập đọc tuần 25 mà các bạn đã được học. Cuối cùng, lễ hội là hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. Ngoài lễ hội đền hùng có bạn nào còn nhớ có các lễ hội nào nữa không: cô giới thiệu với các bạn đầu tiên là lễ hội chùa hương, lễ hội rước đèn trung thu, và lễ hội hoa ban ở điện biên. vậy lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc chúng ta cần trân trọng giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa của lễ hội các bạn nhé mỗi chúng ta khi tham gia lễ hội cũng cần chú ý trong lễ hội việc lựa chọn trang phục phù hợp cho đến việc giữ gìn vệ sinh chung là điều quan trọng và đáng lưu ý các bạn nhớ nhé Vừa rồi, cô đã giúp các bạn hiểu rõ thế nào là lễ và thế nào là hội, thế nào là lễ hội. Chúng ta cùng chuyển qua bài tập 2. Các bạn đọc yêu cầu bài 2. Bài 2: Tìm và ghi các từ ngữ thích hợp vào bảng sau. Cô có bảng sau. Bên trái là tên một số lễ một số lễ hội. Bên phải là các hoạt động của lễ hội hoặc hội đó. Các bạn có một phút để kẻ bản sau vào vở. cô sẽ làm mẫu một ví dụ: mẫu là lễ hội đền hùng, đó là tên của lễ hội cô đã giới thiệu với các bạn. vậy, hoạt động của lễ hội đền hùng sẽ là: dinh hương, hát xoan, gói bánh trưng, các bạn hiểu chưa nào? các bạn hãy tìm và nhớ lại các lễ hội. Sau đó điền vào bảng nhé. Các bạn có 2 phút làm vào vở. đã hết thời gian rồi cô nhận được bài của một bạn như sau bạn tìm được đó là lễ hội chùa hương và cô đã giới thiệu rồi vậy thì hoạt động trong lễ hội chùa hương đó là lễ phật và đua thuyền bạn cần tìm được hội đua thuyền và hoạt động chính của hội đua thuyền sẽ là đua thuyền bạn tìm được hội vật và hoạt động trong hội vật đó chính là đấu vật. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bài tập về lễ hội. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần bài tập về sử dụng dấu phẩy trong câu. Đọc yêu cầu bài 3. Bài 3 đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau cô có các câu sau a vì thương dân chữ đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tầm dệt vải b vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em sophie đã về ngay c tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ quắm đen đã bị thua d nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. Trước khi làm bài tập này, các bạn hãy quan sát xem là trong bốn câu này có điểm gì giống nhau? À, cả bốn câu đều bắt đầu bằng từ vì, tại, nhờ, tức là cả bốn câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân. Các bạn quan sát cô làm mẫu câu A nhé. A. Vì thương dân, chữ đồng tử và công chúa đi khắp nơi, dạy dân cách trồng lúa, nuôi tầm dệt vải. Bạn nào cho cô biết, câu A này thuộc kiểu câu nào? mà các bạn đã học. Đúng rồi. Câu A thuộc kiểu câu ai làm gì? Vậy các bạn hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai ở trong câu A này. À, đó là chữ đồng tử và công chúa. Cô sẽ gạch một gạch. Vậy bộ phận nào trả lời cho bộ phận làm gì? Đúng rồi, đó là bộ phận đi khắp nơi, dạy dân cách trồng lúa nuôi tầm dệt vải. Cô sẽ gạch hai gạch. Có bạn nào biết những từ trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải là những từ chỉ gì không nào? À, đó là những từ chỉ hoạt động. Khi các từ chỉ hoạt động đứng cạnh nhau, ta sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng. Như vậy, cô đặt dấu phẩy như sau. Trồng lúa, phẩy, nuôi tầm, phẩy, dệt vải. Vậy, vì thương dân, trả lời cho câu hỏi nào? Đúng rồi, vì thương dân, trả lời cho câu hỏi vì sao? để ngăn cách các bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao với bộ phận chính trong câu thì cô sẽ dùng dấu phẩy vì thương dân phẩy chữ đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa phẩy nuôi tầm phẩy dịch vải cô lưu ý với những từ cùng loại đứng cạnh nhau mà có từ và ở giữa thì mình sẽ không dùng dấu phẩy nữa nhé cô có ví dụ bạn hoa rất siêng năng nhanh nhẹn và vui tính thì các từ siêng năng nhanh nhẹn và vui tính là các từ chỉ đặc điểm do đó cô sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng. Siêng năng, phẩy, nhanh nhẹn và vui tính. Tuy nhiên, ở giữa từ nhanh nhẹn, vui tính đã có từ và, nên cô không đặt dấu phẩy ở giữa nữa nhé. Bây giờ, các bạn hãy làm bài vào sách giáo khoa nhé. Các bạn có 2 phút làm bài. Đã hết thời gian rồi. Trong câu B, vì nhớ lời mẹ dặn không làm phiền người khác, chị em Sophie đã về ngay. Bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao là gì nào các bạn? À, bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao đó chính là vì nhớ lời mẹ dặn không làm phiền người khác. Do đó cô đặt dấu phẩy vào sau bộ phận này để ngăn cách với câu chính. Trong câu C: Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ, quắm đen đã bị thua. Các từ: thiếu kinh nghiệm nôn nóng là những từ chỉ đặc điểm, nên cô đặt dấu phẩy ngăn cách giữa hai từ này. Và tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ là bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao nên cô đặt dấu phẩy vào sau bộ phận này để ngăn cách với câu chính trong câu. Câu D. Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, lê quý đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. trong câu này, từ ham học ham hiểu biết là các từ chỉ đặc điểm, nên cô sẽ đặt dấu phẩy ngăn cách hai từ này. ngoài ra, nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời là bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao nên cô đặt dấu phẩy sau bộ phận này để ngăn cách các bộ phận chính trong câu. Qua bài tập 3, các bạn cần ghi nhớ giúp cô dấu phẩy. Công dụng thứ nhất Ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao với bộ phận chính trong câu. công dụng thứ hai: ngăn cách các từ cùng loại đứng cạnh nhau. các bạn hãy ghi nhớ để vận dụng trong đặt câu và viết văn cho thật hay nhé. về nhà các bạn xem lại bài và tìm thêm các từ thích hợp ở bài tập 2 vào vở nhé. Các bạn chuẩn bị bài nhân hóa, ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? Tiết học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia tiết học ngày hôm nay.